Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với chuyên đề ngữ pháp tiếng Trung. Chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa cua và lơ. Cua và lơ đều có nghĩa là rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà biết dùng thế nào đây? Chúng nó tách khác nhau điểm gì đúng không ạ? Thì cái cua và lơ đều là những cái trợ từ kết cấu quan trọng trong tiếng Hán. Cách dùng của chúng quá nhiều nên là dưới đây mình chỉ đưa ra cho các bạn một số các trường hợp thường gặp thôi. Điểm chung của lơ và cua thì đều đứng sau động từ chưa hoặc là chưa cua, đúng không? Bây giờ khác nhau nha. Điểm thứ nhất đó là cua thì biểu thị một hành động xảy ra trong quá khứ, cũng có thể biểu thị một sự thay đổi hành động ở trong hiện tại, tức là có thể kéo từ quá khứ đến hiện tại, đúng không? Thường dùng với những cái từ chỉ thời gian như chấn chi hoặc là ý chén trước đây. Ví dụ nhé, 我去过北京，tôi đi qua Bắc Kinh rồi. 我去过臭豆腐, tôi đã ăn qua món đậu phụ thối rồi. Tôi đã từng ăn qua món đậu phụ thối rồi. 我去过臭豆腐. Thứ hai là vấn đề của cậu lơ. Lơ thì biểu thị ngoài động xảy ra trong quá khứ thôi, kết hợp với thời từ chỉ một cái thời gian cụ thể trong quá khứ, và coi như nó nằm chết ở quá khứ, nó không về đến hiện tại nữa. Ví dụ, 昨天我去了, hôm qua tôi đi rồi. 昨天我去了, hôm qua tôi đi rồi. Nó không liên quan gì hiện tại nữa nhé. Thằng cua có thể mò đến hiện tại nhưng mà thằng lơ thôi luôn. Hoặc trường hợp số 2, 我上个星期回来了, tôi tuần trước thì về rồi. Coi như việc đã cắt đứt trong quá khứ rồi, đúng không? Tiếp tục nhé. 前天晚上我跟朋友吃饭了, tối ngày hôm kia, 我跟朋友, tôi cùng bạn chưa phát là đã ăn cơm rồi. Thế thì cái việc đấy là đã xong rồi, không còn liên quan dính dáng đến hiện tại nữa nha. Tiếp, lơ ấy, nó còn biểu thị sự thay đổi của trạng thái. Khi mà nó nói về sự thay đổi của trạng thái thì nó không có từ thời gian chỉ thời gian đi kèm. Ta ví dụ nhé, thắp hăng rồi, anh ta đã béo lên rồi, tức là thay đổi từ gầy sang béo, đúng không? Thắp hăng rồi, anh ta đã béo lên rồi. Hoặc là 我会说汉语了, tôi đã biết nói tiếng Hán rồi. Trong này không có từ thời gian nào hết, nó chỉ là thay đổi trạng thái, là trước đây không biết, giờ biết, đúng không? Này, lơ thì một là nói một việc đã xảy ra trong quá khứ, xong, dứt, hoặc là sự thay đổi của một cái trạng thái nào này. Ta đi một ví dụ khác, 我饿了, tôi đã đói rồi. Lúc nãy là no, bây giờ thì đói, đúng không? Thay đổi trạng thái. Tiếp tục, tham ăn lấy là họ bọn họ mệt rồi, tức là trước đây họ còn khỏe đúng không, bây giờ thì làm sao, bây giờ thì mệt rồi. Tiếp tục, lơ khi biểu thị một động tác diễn ra trong quá khứ thì không kết hợp với mấy. Lỗi này thì rất nhiều người nước ngoài không mới học tiếng Trung là hay bị sai. Ví dụ chúng ta không bao giờ nói là chúa thiên của mấy khơ chiều là kỵ, không dùng như vậy, mà phải nói là chúa thiên của mấy khơ chiều. Đơn giản, cái trường hợp này thì các bạn đơn giản hiểu là cái gì nó đã không xảy ra thì không thể dùng lơ. Lơ là coi như việc đã xong đúng không? Nên thì việc cũng chưa xong thì làm sao mà dùng lơ được. Nên là chúng ta không thể nói là chúa thiên của mấy khơi chiều được, mà phải nói là chúa thiên của mấy khơi chiều, thế thôi. Bây giờ chúng ta tổng hợp lại nhé, vấn đề giữa lơ và cua. Lơ thì, cái chữ cua ấy, thì nó có thể nói một hành động xảy ra trong quá khứ này, hoặc là biểu thị sự thay đổi của hành động ở hiện tại. Ví dụ như là nó có thể kết hợp với những từ chỉ thời gian như là chấn chi, ý chén. 我曾经爱过这样一个人, tôi đã từng yêu qua một người như vậy. Có thể giờ còn yêu hoặc không còn yêu. Hoặc là 我以前在北京工作, tôi trước đây làm việc ở Bắc Kinh, còn giờ làm việc hay không biết, đúng không? Nhưng mà cái thằng lơ ấy, thì nó chỉ có hai trường hợp. Một là khi nó nói về một hành động đã xảy ra trong quá khứ thì nó bắt buộc phải có một từ chỉ thời gian đi kèm với nó. Ví dụ của chúa đen truy lợi, mà việc đó đến bây giờ không còn kéo dài đến hiện tại nữa. Hoặc một trường hợp khác là lơ sẽ biểu thị sự thay đổi động tác. Khi nó nói về thay đổi động tác thì nó có đi kèm từ chỉ thời gian không? Không. Mà ví dụ như thắp hăng,
trước đây gầy bây giờ béo đúng không, thấp hơn rồi. Đấy là sự thay đổi của trạng thái. Trên đây thì tiếng Trung chưa biết nào vừa mới chỉ ra cho bạn cái sự khác biệt giữa lơ và cua đúng không, nó nôm na là như vậy thôi, cách sử dụng nó khác nhau một chút và các bạn cố gắng lắm để mình sắp xếp câu chữ án cho nó xuôi. Tiếng Trung chưa biết nào, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.